Gần 40 bị can bị khởi tố trong đường dây buôn bán 1,6 tấn ma túy xuyên quốc gia của bà Trùm Oanh Hà. Thông tin vừa được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an thông tin vào chiều nay tại Hà Nội. Tổng số ma túy mà các bị can đã vận chuyển, mua bán, tiêu thụ là 1,6 tấn, gồm heroin, ketamin, methamphetamine từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ trong nước và vận chuyển ra nước ngoài. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Từ tháng 5 2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phá chuyên án do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn sang nước ngoài và bị truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy và có lệnh truy nã quốc tế của Interpol. Tại nước ngoài, Oanh thu nạp nhiều đàn em bị truy nã. Các đối tượng cộng cán hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, tiêu thụ với thủ đoạn là giấu ma túy trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng, rồi thuê vận chuyển về nội địa. Tại kho hàng, nhóm tháo các lốc máy lấy ma túy ra rồi giao cho các khách mua. Đặc biệt là cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp cơ quan chức năng nước bạn bắt giữ Vũ Hoàng Oanh và Nguyễn Ngọc Sơn. Đây là hai đối tượng truy nã đặc biệt, truy nã quốc tế. Cất giấu ma túy trong các cái thiết bị điện tử. Ví dụ như là các cái máy lọc nước và lọc khí và cái điều hòa, đấy là những cái mà các đối tượng là đang lợi dụng. Có thể nói là chung lại là nơi nào mà kín và có thể là đối tượng cất giấu. Chúng tôi phát hiện bắt giữ thì đối tượng đã sử dụng những loại thiết bị gọi vệ tinh, cái kiểm soát rất khó khăn. Các cái thủ đoạn như vận chuyển qua đường không, thế rồi đường biển, thế giấu container và đặc biệt đường bộ thì rất nhiều cái thủ đoạn rất mới. Đấy, nó như ngày xưa truyền thống có thể là giấu vào những cái hoa quả, thế rồi mũ bảo hiểm hay giày dép, thế rồi là lốp xe, đấy, ba lô các thứ, thì bây giờ các đối tượng cũng do chúng ta phát hiện bắt giữ, các đối tượng cũng đã thay đổi. Thì cái này là quy luật của tội phạm thôi. Đấy, và muốn vậy thì lực lượng chuyên trách chống tội phạm ma túy phải luôn luôn là cập nhật và đặc biệt là phải có những kiến thức giỏi về công nghệ để áp dụng để phòng chống có hiệu quả.